Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battle Cry Podcast. Ukraine là cuộc xung đột phản ánh hoàn hảo nhất những mối quan hệ rắc rối và các giá trị lợi ích chằng chịt của các quốc gia và các tổ chức trên thế giới. Tạm bỏ qua tình hình chiến sự, được mất trên chiến trường hay các thông số về lãnh thổ, về binh sĩ, thì câu hỏi đặt ra sau cùng, ai là người thắng và ai là người bại trong cuộc chiến này? Trong tập podcast ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi tìm câu trả lời nhé. Mỹ sẽ thắng lớn dù mất đi ít nhiều uy tín. Sau cuộc thế chiến thứ hai, đến hết thế kỷ thứ 20, thế giới đã xảy ra 248 cuộc xung đột vũ trang tại 153 khu vực trên thế giới. Trong đó thì có 201 cuộc do Mỹ khởi xướng và trực tiếp tham gia. Tính xương xương thì nó chiếm khoảng 81%. Tại sao Mỹ lại đánh nhau nhiều tới như vậy? Câu trả lời rất đơn giản. Chiến tranh là cách để Mỹ hút hết vốn của thế giới. Tất cả các dòng tiền đều sẽ đổ về và làm giàu cho nước Mỹ. Bởi theo nguyên tắc, khi mà chiến tranh xảy ra ở một khu vực, thì nguồn vốn sẽ phải tìm tới nơi trú ẩn an toàn để tránh rủi ro. Mà nơi an toàn nhất thì không đâu khác chính là Hoa Kỳ. Và đó là lý do mà chiến tranh làm cho tiền bạc, công nghệ, nhân lực, tinh hoa cứ thế mà ùn đổ hết về Mỹ. Vốn sợ chiến tranh nhất. Vậy thì nếu sau Thế chiến thứ hai, thế giới cứ hòa bình mãi, thì nước Mỹ làm sao có nhiều vốn được? Làm sao để có thể trở nên hùng cường như vậy được? Và đó là lý do mà 81% cuộc chiến này đều do Mỹ khởi xướng hoặc là trực tiếp tham gia. Có hai thời điểm chính để Hoa Kỳ phát động xung đột. Một là khi nền kinh tế Mỹ khủng hoảng, và hai là khi Mỹ bước vào chu kỳ tăng lãi suất. Ở thời điểm hiện tại, nền kinh tế Mỹ có phần khủng hoảng do dịch bệnh và nhiều yếu tố khác. Mỹ thì cũng đang dần bước vào thời kỳ tăng lãi suất. Có nghĩa là năm 2022 là thời điểm tốt nhất để Mỹ phát động hoặc kích động chiến tranh bằng một cách nào đó. Mỹ cũng rất sợ một châu Âu độc lập, tự lực tự cường. Mỹ rất sợ đồng euro của châu Âu có thể len lỏi vào các thị trường và phá vỡ đi vị thế số 1 của đồng đô la. Đặc biệt là trong quá khứ đã từng có một Saddam Hussein của Iraq muốn bán dầu bằng đồng euro, và kết cục của ông ta như thế nào thì chúng ta đều đã rõ rồi. Mỹ cũng rất sợ EU bắt tay với Nga. Chính vì vậy mà Mỹ đã chọn Ukraine là một cái bẫy hoàn hảo để khiến Nga và EU mất đi một vùng đệm an toàn. Và mất đi vùng đệm Ukraine, EU giờ đây sẽ không còn có thể hợp tác vô tư với Nga nữa, mà họ sẽ lo Nga mở rộng ảnh hưởng tiếp về phía Tây. EU sẽ phải gọi Mỹ quay lại để bảo kê, và sự lệ thuộc vào quân sự sẽ dẫn tới sự lệ thuộc vào chính trị và ngoại giao. Từ đó thì lệ thuộc vào kinh tế là điều hiển nhiên. Tuy nhiên thì như mình đã nói trên, Mỹ sẽ mất đi ít nhiều uy tín với các nước châu Âu. Dân châu Âu thừa hiểu bộ mặt thật của Mỹ, nên đây vẫn sẽ là một cái mầm mống mà Mỹ cần phải quan tâm. Nhìn chung thì những bộ não tinh hoa của Mỹ vẫn là đỉnh cao, và sức mạnh truyền thông của họ phải nói là quá tuyệt vời. Họ làm cho cả một dân tộc Ukraine phá bỏ đi lịch sử của mình, phỉ báng chủ nghĩa Xô Viết anh hùng, sỉ nhục, bạo hành cả các cựu chiến binh và bài Nga một cách rất cực đoan. Từ đó thì dẫn tới câu chuyện của Nga ở phần sau. Tóm lại là trong câu chuyện này, Mỹ lợi nhiều nhất. Họ hút được nguồn vốn, làm suy yếu cả Nga và EU, đặc biệt là làm suy giảm giá trị đồng euro và tiếp tục chi phối được EU về mọi mặt. Tiếp theo, Nga, một là thắng lớn, hai là thua đau. Sự thực là Putin không muốn chiếm Ukraine. Chiếm Ukraine bằng vũ lực sẽ mất nhiều hơn được. Nga và EU luôn cần một vùng đệm để có thể chơi với nhau một cách vô tư. Và vùng đệm đó là Ukraine, là Belarus và khu vực Bắc Âu. Nga thì cần thị trường châu Âu, cần dòng vốn châu Âu để làm ăn buôn bán và phát triển kinh tế. Vì vậy mà Ukraine trung lập là điều tốt nhất. Và đó là lý do vì sao Putin luôn phất cao ngọn cờ phi quân sự hóa, phi phát xít hóa Ukraine. Họ muốn nói cho cả thế giới hiểu, và nhất là EU hiểu, họ không cần một Ukraine thân mình, cũng không cần sáp nhập toàn bộ Ukraine, mà chỉ cần một Ukraine trung lập. Và đó là điều kiện cần để họ quay lại làm ăn với EU. Vậy nên, tất cả hành động, dù là nhỏ nhất, đều có nguyên do của nó cả.
Putin lúc nào cũng nêu cao vấn đề phi quân sự hóa, phi phát xít hóa Ukraine. Không phải là để nói cho vui, không phải là nhượng bộ, mà là có lý do hết. Thế nhưng trên thực tế thì Nga đã tấn công Ukraine, và đó là cái bẫy của Mỹ. Như mình đã nói ở trên, những bộ óc tinh hoa của Hoa Kỳ đã nhìn ra mối nguy nếu mà EU và Nga yên ổn làm ăn với nhau. Và họ buộc phải chọc cho Ukraine quậy phá lên. Những chiếc cặp vali đầy tiền cùng với đội ngũ truyền thông của Hoa Kỳ đã chạy hết công suất. Ý chí gia nhập EU và NATO mãnh liệt của Zelensky cùng với một bộ phận người Ukraine đã khiến Mỹ cực kỳ vui mừng. Zelensky phát động những chiến dịch quân sự lớn đánh thẳng vào vùng Donbass, tàn sát tới 14.000 người gốc Nga trong suốt 8 năm qua, và thậm chí là nguy cơ gia nhập NATO đã buộc Putin phải hành động. Putin hiểu rằng quyền lực mềm khi này không thể giải quyết được việc. Ukraine thực sự đã vượt khỏi tay Nga, và Nga buộc phải động binh và thu về thực lợi, chấp nhận mâu thuẫn với phương Tây và thiệt hại nặng nề về kinh tế, ngoại giao. Nga chiếm Crimea năm 2014, kích động Donetsk và Lugansk độc lập, qua đó thì kiểm soát vùng miền đông Ukraine màu mỡ và đường bờ biển chiến lược. Và đương nhiên là một khi Nga đánh chiếm Ukraine, họ sẽ bị sa lầy vì chiến tranh, đối mặt với gia tăng cấm vận và thậm chí là cấm vận quốc tế toàn diện, dẫn tới lạm phát và đồng rúp tuột dốc không phanh. Nga đang mạnh trở thành yếu ớt. Và lúc này sẽ là những nước cờ cân não của Putin. Ông có hai sự lựa chọn. Một là chiếm miền đông, thả cho miền Tây Ukraine thân phương Tây, và coi đó là một vùng đệm để có thể một ngày nào đó nối lại các thương vụ làm ăn với châu Âu. Nhưng Mỹ có để điều này xảy ra hay không thì còn chưa biết. Và lựa chọn thứ hai là chiếm luôn Ukraine. Điều này thì sẽ củng cố thêm vị thế về an ninh, chính trị và sức mạnh tiềm tàng của Nga. Tất nhiên là trước mắt thì thiệt hại về kinh tế xã hội là chắc chắn. Họ sẽ phải tìm tới Trung Quốc để tồn tại. Nhưng đổi lại, họ sẽ khôi phục lại được tới 70% vị thế của Xô Viết huy hoàng năm nào. Lúc này thì họ chọn cách đối đầu với châu Âu luôn. Và đây là cách mà Mỹ muốn nhất, và cũng là điều mà châu Âu lo sợ nhất. Tất nhiên là nếu theo chiều hướng này thì Putin và châu Âu sẽ ném toàn bộ những hiệp định, hợp tác vào xỏ rác, và họ sẽ quay ra đối đầu nhau. Theo cách này thì châu Âu sẽ ngả hoàn toàn về Mỹ, Nga thì sẽ tìm tới Trung Quốc để lập lại thế lưỡng cực. Đối đầu sẽ trở nên gay gắt hơn. Nga tuy thiệt hại nặng về kinh tế xã hội, rất đầu mẻ chán, nhưng lại có căn cơ để khôi phục vị thế vinh quang bá chủ của Xô Viết năm xưa. EU chẳng được lợi gì. Rõ ràng, chiến sự tại Ukraine chẳng mang lại cho EU bất cứ một thực lợi gì. Vùng đệm an toàn của họ với con gấu hùng mạnh ở phía đông thì đã mất. Thị trường thì bất ổn, khiến dòng vốn rời bỏ họ mà chạy sang với Mỹ. Cơ hội làm ăn với Nga thì cũng mất nốt. Giá cả, đặc biệt là giá khí đốt tăng phi mã. Thiệt hại về kinh tế là điều đã thấy rõ. Và sâu xa hơn cả, đó là sự phụ thuộc nhiều hơn vào Hoa Kỳ. Đây mới là cái nỗi đau lớn nhất. Và dường như mọi thứ đã quá muộn. Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức lần lượt tới Moscow để gặp Putin và mong tìm được một câu trả lời. Không ai biết nội dung của gặp mặt này như thế nào. Nga sẽ đồng ý chỉ kiểm soát một phần Ukraine, hay là sẽ chiếm hết cả miền Tây đây? Chẳng ai biết cả. Nhưng tất nhiên là tốt nhất thì Putin chỉ chiếm một phần Ukraine sẽ là kịch bản đẹp nhất cho EU. Đổi lại, Pháp và Đức sẽ phải làm mọi cách để phần Ukraine còn lại tỏ ra trung lập, không gia nhập vào NATO. Thế nhưng vấn đề là Mỹ có chịu để yên cho điều này diễn ra hay không thì cũng chưa biết được. Nên có thể nói rằng châu Âu là bên mệt mỏi nhất trong câu chuyện này. Và đó là lý do vì sao mà họ có rất nhiều những động thái trái ngược nhau trong việc hỗ trợ cho Ukraine chống Nga. Hỗ trợ nhiều cho Zelensky chống Nga thì cũng không ổn, mà không hỗ trợ gì thì lại lo Nga tiện tay đánh nốt toàn Ukraine. Thế nên đó là lý do vì sao EU hỗ trợ rất dè dặt cho Ukraine chống Nga, mà chỉ tập trung vào mặt trận cấm vận, tức là vừa để làm Nga suy yếu bớt đi, vừa để Putin chùn tay, mà đừng làm quá. Và Ukraine tất nhiên là bên thiệt hại hoàn toàn. Sự ngây thơ về chính trị và ngoại giao luôn phải trả những cái giá rất đắt. Việt Nam chúng ta cũng đã từng phải trả rất nhiều xương máu để nhận ra điều này. Zelensky và cả Ukraine đã quá ngây thơ vào những lời hứa của Mỹ
và phương Tây. Và đây là lý do vì sao mà trong thời gian vừa qua, Zelensky đã hiểu ra vấn đề và liên tục lên tiếng muốn đàm phán với Putin về vấn đề Donbass, cũng như cam kết sẽ không gia nhập NATO. Thế nhưng dù sao thì chiến sự đã nổ ra rồi. Máu đã đổ, lãnh thổ thì đã bị mất. Ukraine đã tổn thương quá nhiều sau những nước cờ vừa rồi. Tương lai về việc bị mất đất, mất dân thì đã hiện rõ. Đất nước thì thiệt hại nặng nề và không biết bao giờ mới có thể phục hồi lại được. Viễn cảnh về việc được độc lập về chính trị thì chắc là cũng tiêu tan. Tướng Nguyễn Chí Vịnh đã từng nói, anh biến đất nước của anh thành nơi tranh chấp quyền lực của các nước lớn, thì anh chết đầu tiên, anh chết chắc rồi. Chiến tranh xảy ra trên lãnh thổ của mình, lợi ích quốc gia thì bị tổn hại, đất nước thì bị tàn phá, thì anh đã sai rồi, không có lời nào bào chữa được cho cái điều này cả. Zelensky đã quá non nớt trong câu chuyện này, và sự thực là Đức và Pháp rất có thể đã bán Ukraine cho Nga để đổi lại một thỏa thuận gì đó mà Ukraine đã không thể làm gì được. Còn Mỹ, Mỹ sẽ đứng ngoài vỗ tay và cổ vũ cho Nga đánh Ukraine mạnh nhất có thể. Putin càng đánh mạnh thì Mỹ càng thích, bởi điều đó đồng nghĩa với việc cả châu Âu sẽ dãy nảy lên. Họ sẽ đứng lên với nhau và chống Nga, và Mỹ sẽ trở thành đại ca của châu Âu một lần nữa. Tóm lại là Ukraine thua toàn diện, đất nước thì bị tàn phá, lãnh thổ thì bị mất, và giờ mất nốt đi sự độc lập về chính trị. Trung Quốc sẽ thắng nếu khéo léo. Tại sao Trung Quốc cần khéo léo? Bởi vì họ đang đứng trước một cơ hội lớn. Đó là có thể nhân dịp Nga đang bị cấm vận mà có thể thâu tóm một phần nền kinh tế Nga. Các ngân hàng lớn của Nga đang bị sụt giảm giá trị nghiêm trọng. Một loạt các ngành sản xuất không thể xuất khẩu, trong đó thì có một phần của dầu mỏ và khí đốt. Và đây là một món lợi cực lớn của Trung Quốc. Châu Âu đã tự chặt đi món lợi của mình là Nga và ném nó về phía Trung Quốc. Họ có thể sở hữu dầu và khí đốt giá rẻ của Nga, chưa kể là các loại tài nguyên khác của Nga, và cũng trở thành thị trường nhập khẩu số 1 của nhiều loại sản phẩm của Nga. Trong đó thì có nông sản, vốn trước đây được xuất sang châu Âu. Đương nhiên bây giờ là Trung Quốc được mua với giá rẻ hơn rồi. Thế nhưng cái lợi lớn hơn của Trung Quốc, đó là việc họ có thể bơm tiền vào thị trường Nga để mà thâu tóm nền kinh tế đang bị tổn thương nghiêm trọng của đất nước này. Hàng loạt các ngân hàng bị sụt giảm giá trị tới hàng chục phần trăm. Đồng rúp thì mất giá thảm hại. Và đây là cơ hội lớn để Trung Quốc vung tiền ra và sở hữu cổ phần của các tập đoàn, các chủ thể kinh tế và gắn chặt sự phụ thuộc của Nga vào Trung Quốc. Ngoài ra thì một nỗi đau cực lớn khác của Nga mà nó vốn tồn tại từ thời Xô Viết, đó là khả năng làm thương mại của người Nga không hề giỏi. Họ sở hữu nền tảng công nghiệp nặng tuyệt vời, nền tảng công nghệ cao, hàng không vũ trụ rất tốt. Thế nhưng khả năng kiếm tiền của họ từ những thứ này thì là có vấn đề. Chảy máu chất xám vẫn là một nỗi đau với người Nga trong suốt nhiều năm. Nga thì cũng đang rất cần một đối tác chiến lược, trong khi đang bị bao vây trên nhiều mặt trận. Nga đang phải giải quyết vấn đề chảy máu chất xám công nghệ. Rất nhiều bộ óc xuất sắc và nhân tài trẻ của Nga đều chạy sang phương Tây với nhiều lý do, như vấn đề về chính trị hay thu nhập thấp. Tuy khả năng làm chủ công nghệ của Nga vẫn rất cao, thế nhưng người Nga, như mình đã nói ở trên, họ không giỏi trong việc kiếm tiền từ công nghệ. Trung Quốc thì ngược lại, nước này thì lại rất giàu kinh nghiệm trong vấn đề này. Và việc bắt tay nhau giữa hai nước này một cách âm thầm là không thể tránh khỏi. Bị chặn các bằng sáng chế từ phía Mỹ, khả năng nghiên cứu và phát triển không cao. Thế nên, nhiều tập đoàn của Trung Quốc đã đầu tư vào các viện nghiên cứu và các công ty tư nhân của Nga để phát triển các công nghệ cho các sản phẩm của mình. Huawei đã đổ rất nhiều tiền cho người Nga trong việc nghiên cứu công nghệ bán dẫn và máy tính lượng tử, thế nên đã rút ngắn được rất nhiều thời gian phát triển. Việc này thì giống như kiểu một ông bỏ sức và nghiên cứu, còn một ông bỏ tiền và lo bán hàng vậy. Và đó là cơ hội lớn nhất cho Trung Quốc. Thế nhưng vấn đề của Trung Quốc là họ cần phải tính toán thật kỹ càng để vừa có thể ủng hộ Nga một cách chừng mực, vừa có thể giữ được các bạn hàng của họ ở châu Âu, để bám chặt được thị trường tiêu thụ, tức là đầu ra của sản phẩm đấy. Và dường như Trung Quốc cũng đang làm rất tốt điều này. Chốt lại, Trung Quốc sẽ thắng lớn nếu họ ủng hộ Nga một cách chừng mực, bơm tiền và thâu tóm nền kinh tế, nhân tài của Nga. Song song với đó thì họ phải giữ được các bạn hàng và giữ được thị trường tiêu thụ châu Âu.
họ sẽ thắng lớn và nâng cao vị thế của mình.